Gia đình Hồ Duy Hải cung cấp chứng cứ được cho là ngoại phạm mới. Chứng cứ được cho là chứng cứ ngoại phạm mới mà phía luật sư và gia đình Hồ Duy Hải cung cấp thể hiện hung thủ là người thuận tay trái, trong khi hồ sơ vụ án thể hiện Hồ Duy Hải thuận tay phải. Chiều ngày 13 tháng 5, luật sư Trần Hồng Phong cùng với gia đình Hồ Duy Hải đã gặp một số phóng viên để cung cấp một số thông tin được cho là mới về vụ án Hồ Duy Hải. Trước đó ngày 8 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định giám đốc thẩm bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại. Giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải bị kết án về hành vi giết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Trong chiều ngày 13 tháng 5, luật sư Trần Hồng Phong cho biết luật sư cùng gia đình Hồ Duy Hải đã ký đơn trình bày và giao nộp chứng cứ ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải gửi đến Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Theo luật sư Trần Hồng Phong, sau phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, từ một số thông tin và hình ảnh vụ án mạng bất ngờ xuất hiện, ông đã rà soát lại hồ sơ vụ án và phát hiện ra thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Đó là thông qua cơ chế hướng vết cắn trên cổ hai nạn nhân, cho thấy hung thủ sát hại hai nữ nhân viên chắc chắn phải là người thuận tay trái, trong khi đó Hồ Duy Hải là người thuận tay phải. Luật sư Phong nói, hung thủ thuận tay trái còn Hồ Duy Hải thuận tay phải. Cụ thể, luật sư Trần Hồng Phong cho hay, sau khi vụ án xảy ra ngày 14 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra đã cho khám nghiệm tử thi và giám định pháp y tử thi thể hiện hai nạn nhân. Kết quả cho thấy hai nạn nhân đều bị cắt rất sâu ở vùng cổ. Đường cắt của nạn nhân H là từ trái sang phải. Nạn nhân V có hướng vết cắt từ phải sang trái. Hai tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt và sau đó bị đưa ra truy tố, xét xử sau khi bị xác định chính Hải là hung thủ duy nhất, đã dùng tay phải cầm dao cắt cổ hai nạn nhân từ phía trước. Tuy nhiên, theo luật sư Phong, khi xem xét hướng vết cắt trên cổ hai nạn nhân, về mặt khoa học pháp y, hoàn toàn xác định được hung thủ thuận tay trái. Đối với nạn nhân H, khi bản giám định pháp y xác định trên cổ nạn nhân H có vết cắt hướng từ trái sang phải. Như vậy, nếu hung thủ ngồi trên người nạn nhân, hướng phía trước và đối diện, giống tư thế của Hồ Duy Hải khi thực nghiệm điều tra và khai, cắt cổ nạn nhân và có hướng như từ trái sang phải, thì chắc chắn hung thủ sẽ phải là người thuận tay trái. Trong khi Hải là người thuận tay phải, và theo thực nghiệm vụ án, Hải tay trái cầm tóc nạn nhân, tay phải cầm dao, lồng phía dưới tay trái, cắt đi cắt lại hai cái vào cổ của Hát, làm đứt cổ họng, thì không thể gây ra vết cắt có hướng từ trái qua phải trên cổ nạn nhân Hát, vì Hồ Duy Hải là người thuận tay phải. Vì vậy, luật sư Trần Hồng Phong cho rằng đây chính là tình tiết ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải. Đối với nạn nhân V, khi kết luận pháp y xác định có vết cắt từ phải sang trái, theo luật sư Phong, nếu hung thủ là người thuận tay trái, thì cơ chế hình thành vết cắt sẽ là hung thủ đứng phía sau nạn nhân. Ngoài ra, luật sư Phong nói một bức ảnh hiện trường vụ án chỉ mới xuất hiện trong 4-5 ngày nay, cho thấy hai vị trí nằm của nạn nhân H bên cạnh có tấm thớt dính đầy máu và tấm thớt này không được thu giữ. Sợi mì tôm được nấu chín rớt vãi xuống đất đối chiếu với tình tiết trong hồ sơ thức ăn trong dạ dày đã nhuyễn, cho thấy đêm xảy ra án mạng, có thể có biểu hiện ăn uống vào giờ khuya. Hung thủ gần như chắc chắn là người quen biết với một trong hai nạn nhân. Trên cơ sở lập luận khoa học pháp lý, luật sư Phong đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, kiểm tra lại tình tiết ngoại phạm về vết dao cắt trên cổ hai nạn nhân, cho tử tù Hồ Duy Hải, tránh làm chết oan người vô tội, đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2008, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam Hồ Duy Hải. Ngày 1 tháng 12 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải về hai tội giết người và cướp tài sản. Ngày 28 tháng 4 năm 2009, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo y án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Sau bản án tử hình, Hồ Duy Hải làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt tử hình. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 5 năm 2011, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm. Sau đó, ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng có quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm. Ngày 17 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch nước có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình Hồ Duy Hải. Bất ngờ, ngày 4 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản yêu cầu tạm dừng thi hành án để xem xét rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan hay không. Đúng ngày 4 tháng 12 năm 2014, Hội đồng thi hành án tử hình Long An ra quyết định hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải.
ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ký ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên bị án Hồ Duy Hải tử hình để điều tra lại. Ngày 8 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định giám đốc thẩm bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị cần hủy bản án điều tra lại vụ Hồ Duy Hải. Sau quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải đã có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định của Hội đồng. Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Hòa, thành viên Hội đồng Thẩm phán. Sau cuộc trao đổi này, các chuyên gia tiếp tục có ý kiến khác nhau về các luận điểm do ông Bùi Ngọc Hòa đưa ra, cũng như nội dung phán quyết của Hội đồng Thẩm phán về vụ án này. Để vận đường dư luận, Tuổi Trẻ giới thiệu thêm các ý kiến phân tích về pháp lý của vụ việc. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cần hủy án điều tra lại. Tôi thấy những luận cứ mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra chưa đủ sức thuyết phục để giải quyết hết những vấn đề được nêu ra bởi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Khi chưa giải quyết được hết những vấn đề đó thì quyết định giám đốc thẩm sẽ làm cho nhiều người lo ngại, băn khoăn nhiều điểm. Bộ luật tố tụng hình sự hiện đang tiếp cận với sự tiến bộ của nền tư pháp của các quốc gia phát triển. Nhưng theo tôi, quyết định giám đốc thẩm không phát huy được hết những tiến bộ trong đạo luật đó, đặc biệt là nguyên tắc suy đoán vô tội. Mỗi quyết định của tòa giám đốc thẩm vô hình chung sẽ trở thành án lệ, hướng dẫn cho công tác tố tụng về sau. Tuy nhiên, những sai sót về mặt tố tụng trong quá trình điều tra cũng như giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm đã rất rõ. Ủy ban Tư pháp đã thực hiện giám sát toàn bộ hồ sơ vụ án, gặp Hồ Duy Hải trong trại giam, từ đó mới đưa ra nhận định đánh giá. Dựa trên đánh giá của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ủy ban Tư pháp, thì những sai sót của quá trình điều tra, bản án sơ thẩm, phúc thẩm là nghiêm trọng. Cần minh định rõ là kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không hề nói Hồ Duy Hải bị oan, mà chỉ nêu ra những vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên đề nghị điều tra lại. Khi xét xử vụ án, nếu có sai sót nghiêm trọng về mặt tố tụng thì luôn luôn có nguy cơ oan sai, nên việc hủy án điều tra lại là để tránh oan sai. Bộ luật tố tụng hình sự cũng có những quy định chặt chẽ trong điều tra, thu thập chứng cứ cũng như xét xử. Nếu việc tuân thủ các quy định này không đầy đủ thì phải điều tra lại. Để có bản án khác dựa trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định đó thì sẽ có sức thuyết phục đối với dư luận, với nhân dân, cử tri và chính bị cáo. Trong một vụ án giết người có mấy loại chứng cứ cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, chứng cứ đầu tiên là vật chứng để chứng minh trực tiếp hành vi phạm tội. Nhưng quá trình thu thập đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, các vật chứng chủ yếu được kết luận là dùng để gây tội đã biến mất. Thứ hai, dấu vết như máu, vân tay, nhưng việc thu thập, xét nghiệm có rất nhiều vấn đề. Thứ ba, các loại thời gian, thời điểm của nghi can, những người khác có liên quan. Thời gian, thời điểm bị hại tử vong là yếu tố cần thiết để buộc tội giết người, nhưng các yếu tố này trong vụ án Hồ Duy Hải đều có sai sót nghiêm trọng, nên tôi cho rằng cần hủy án để điều tra lại. Về phán quyết của Hội đồng Giám đốc Thẩm cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát vi phạm pháp luật, theo tôi, những căn cứ tòa đưa ra cũng chưa thuyết phục. Theo Điều 379 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, kháng nghị theo hướng có lợi cho bị cáo thì không bị khống chế về thời gian, kể cả là khi bị cáo đã chết vẫn còn có thể kháng nghị. Việc Chủ tịch nước quyết định bác hoặc là chấp nhận đơn xin ân giảm không tác động đến tính sai đúng của bản án. Nó khác với các quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hay là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Pháp luật cũng không có quy định khi có quyết định bác đơn xin ân giảm tử hình thì chấm dứt các thủ tục tố tụng sau này nếu có. Do đó, dù quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Chủ tịch nước đối với Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, thì kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo hướng có lợi cho bị án này vẫn có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Tiến sĩ Lê Huỳnh Tấn Duy, Tổ trưởng Bộ môn Tố tụng Hình sự Khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định kháng nghị không trái luật. Đây là vụ án được dư luận quan tâm rất lớn nên sáng ngày 12 tháng 5 tôi đã đọc bài trao đổi của Tuổi Trẻ với ông Bùi Ngọc Hòa, thành viên Hội đồng Thẩm phán, từ rất sớm và nghiên cứu khá kỹ. Tôi có một số ý kiến như sau. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật vì quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực. Theo Điều 367 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành,
không đặt ra điều kiện chủ tịch nước phải hủy quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình trước khi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện quyền kháng nghị giám đốc thẩm. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2 điều 379 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Ở đây có một điểm khá thú vị, đó là nếu hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng quyết định kháng nghị trên không hợp pháp thì không cần phải xem xét lại vụ án. Tuy nhiên, có thể do pháp luật tố tụng hình sự chưa điều chỉnh trường hợp đặc biệt này, và đây cũng là cơ hội để xem xét lại cẩn trọng, toàn diện và xử lý dứt điểm vụ án đối với người bị kết án tử hình trên cơ sở kiến nghị, yêu cầu vụ án của Ban Tư pháp Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, nên hội đồng thẩm phán vẫn tiến hành thủ tục giám đốc thẩm. Ông Đỗ Đức Vĩnh, nguyên kiểm sát viên cao cấp, cả hai cơ quan cùng vượt quá thẩm quyền. Rõ ràng bộ luật tố tụng hình sự chưa tiên liệu được trường hợp như vụ án của tử tù Hồ Duy Hải. Vậy nên khi xảy ra việc cả hai cơ quan tố tụng là tòa án và viện kiểm sát đều có quyết định không kháng nghị bản án, nhưng rơi vào tình huống buộc phải xem xét lại bản án, thì mỗi cơ quan có cách áp dụng pháp luật khác nhau. Trong khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có đến hai quyết định vừa kháng nghị vừa không kháng nghị, tòa mở phiên họp xem xét kháng nghị thì tòa cho rằng kháng nghị không đúng luật. Không đúng luật nhưng vẫn xem xét cả nội dung và hình thức, rồi thừa nhận một số nội dung kháng nghị đúng. Do vậy, theo tôi, cả hai cơ quan tố tụng đều đã vượt quá thẩm quyền của mình. Trong vụ án cụ thể này, sau khi thành lập đoàn liên ngành để xem xét, đánh giá vụ án, và đoàn này đã thống nhất vụ án không oan, không sai và không cơ quan nào kháng nghị, thì thẩm quyền của tòa án và viện kiểm sát đã kết thúc. Lúc này, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu mở phiên tòa đặc biệt để xem xét lại vụ án, thì Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa theo thủ tục đặc biệt để đánh giá lại. Lần đầu tiên xử giám đốc thẩm công khai. Ngày 12 tháng 5, ông Nguyễn Chí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã thông tin thêm về phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ông Tuệ cho biết trong 3 ngày làm việc, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố các tài liệu chứng cứ vụ án, kết quả thẩm định vụ án. Việc tòa án các cấp xét xử vụ Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản là có căn cứ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Hải đều xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi bị chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, Hải mới kêu oan. Ông Tuệ cũng khẳng định vụ án Hồ Duy Hải là vụ án đầu tiên Tòa án Nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm công khai. Thành phần tham dự có các cơ quan tố tụng từ trung ương tới địa phương, các cơ quan tố tụng tham gia vụ án từ sơ thẩm đến phúc thẩm, một số cơ quan như Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước. Sẽ kiến nghị Quốc hội giám sát lại. Sau khi phân tích những vấn đề cốt lõi cho thấy nhiều luận cứ mà Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra là chưa thuyết phục, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói, từ những băn khoăn trên, với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục theo dõi và quan tâm kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giám sát lại quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về vụ án này.